Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đang được giao dịch ở mức 30.200 đô la. Giá Bitcoin biến động nhẹ vào cuối tuần qua như thường lệ, khi giá gần như đi ngang và không có nhiều thay đổi trong 2 ngày qua. Tâm lý trên thị trường đang có dấu hiệu tích cực, thể hiện qua chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động MACD. Jack Gujarstik, một nhà phân tích nổi tiếng gần đây, đã chỉ ra trên Twitter rằng Bitcoin đã chứng kiến sự giao cắt của MACD ngược, cho thấy đà tăng giá lớn có thể sắp xảy ra. Bitcoin đã phải đối mặt với mức kháng cự mạnh 31.000 đô la. Giá đã kiểm tra ngưỡng kháng cự này tới 6 lần kể từ ngày 23 tháng 6 cho đến nay. Việc ngưỡng kháng cự được kiểm tra càng thường xuyên sẽ càng làm suy yếu ngưỡng kháng cự này, đặc biệt là khi tâm lý thị trường đang vô cùng hào hứng sau chiến thắng của Ripple trong vụ kiện với SEC. Giám đốc điều hành của Galaxy Digital, Mike Novogratz, đã chỉ ra 4 chất xúc tác tăng giá tiềm năng cho thị trường crypto. Những điều này bao gồm việc Fed tạm dừng tăng lãi suất, Ripple thắng kiện, sự chấp thuận của Bitcoin ETF và Binance giải quyết với Fed. Mike Novogratz tin rằng sự chấp thuận của Bitcoin ETF chỉ còn là vấn đề khi nào. Sự phát triển này có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá Bitcoin vì nó sẽ đưa thị trường crypto đến với nhiều nhà đầu tư tổ chức hơn. Tiếp theo là thông tin về đồng XRP. Sự tăng giá của XRP mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu. Kể từ khi phán quyết được đưa ra, tất cả các sàn giao dịch crypto lớn đã công bố tái niêm yết XRP. XRP, tiền điện tử gốc của Ripple, đã nổi lên như một công ty dẫn đầu ngành công nghiệp crypto chống lại SEC. Phán quyết tóm tắt được nhiều người mong đợi đã đẩy giá XRP tăng vọt gần 100% trong một ngày. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy rằng đợt tăng giá này chỉ là khởi đầu mới của XRP. Khối lượng giao dịch của XRP đã tăng vọt vào ngày 13 tháng 7 năm 2023 khi tòa án Hoa Kỳ đưa ra phán quyết tóm tắt trong vụ Ripple. Khối lượng giao dịch của XRP tăng vọt lên khoảng 10,4 tỷ đô la. Đây là một con số khổng lồ đối với XRP. Tuy nhiên, dữ liệu cho thấy trong lịch sử, đây chỉ là khối lượng giao dịch hàng ngày cao thứ 76 được ghi nhận trên CMC. XRP đã chứng kiến khối lượng giao dịch cao nhất gần 36 tỷ đô la vào ngày 16 tháng 4 năm 2021. Khi đó giá XRP đã tăng vọt lên mức 1,11 đô la, trong khi nó đóng cửa giao dịch quanh mức 1,09 đô la vào ngày hôm đó. Điều quan trọng cần lưu ý là vào năm 2021, XRP đã được phổ biến rộng rãi trên hầu hết các sàn giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ với các tùy chọn giao dịch khác nhau. Vụ kiện của SEC Hoa Kỳ chống lại Ripple và XRP đã làm hỏng danh tiếng của token này và cản trở tính khả dụng của nó. Sàn giao dịch crypto lớn nhất ở Hoa Kỳ, Coinbase và các sàn giao dịch khác đã hủy niêm yết XRP. Kể từ khi phán quyết được đưa ra, tất cả các sàn giao dịch crypto lớn đã công bố tái niêm yết XRP. Những phát triển sắp tới chắc chắn sẽ chứng tỏ một yếu tố thay đổi cuộc chơi đối với token này. Giá đồng XRP hiện tại được giao dịch ở mức 0,75 đô la. Giá đã điều chỉnh nhẹ sau khi tăng hơn 12% trong ngày hôm qua. Tuy nhiên, vẫn có một rủi ro khác đối với chiến thắng này của XRP. John Ristuck, cựu giám đốc văn phòng thực thi Internet của SEC cho rằng phán quyết trong vụ kiện XRP có khả năng bị kháng cáo. Một số chuyên gia pháp lý tin rằng chiến thắng của Ripple trước SEC có thể chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn vì nó có thể phải đối mặt với sự kháng cáo phía trước. Charles Gasparino, nhà báo cấp cao tại Fox Business, đã tuyên bố rằng họ có một tin xấu cho những người ủng hộ XRP. Đầu tiên là Ripple sẽ cần phải trả tiền cho một phần của vụ kiện. Đồng thời, một số luật sư chứng khoán tin rằng một thẩm phán mới sẽ xem xét lại chiến thắng của Ripple khi SEC kháng cáo. Trong khi đó, giám đốc điều hành Ripple Brad Gallinghaw trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg cho biết SEC Hoa Kỳ sẽ phải đối mặt với một quá trình dài để kháng cáo quyết định của tòa án. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.